Hello, xin chào tất cả các mọi người đã quay trở lại channel của mình. Hiện tại bây giờ trước mặt mình đây là hai con dê mọi người. Hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn mọi người ra dê. Đó. Nếu anh em nào trong nghề cảm thấy mình ra dê không có đúng hay là chưa thấy sót cái gì thì hãy comment ở dưới chỉ cho mình thêm nhé mọi người. Bây giờ bắt đầu. Đây là đầu dê đây. Thì đây là hiện tại công việc buổi sáng của mình làm dê nha mọi người. Thì hiện tại năm nay là 2020 là các con nhậu rất là ít khách luôn mọi người. Rồi, do cái đợt dịch corona này mình cũng mong mọi người hãy chống dịch một cách rất cẩn thận. Hiện tại bây giờ ở chỗ mình là các quán rau kia đã nghỉ hết rồi, chỉ có những con nhậu mới hoạt động thôi. Mọi người thấy đường dao của mình được không? Nếu anh em nào trong nghề mà thấy mình ra dê còn thiếu sót gì thì những comment dưới đây mọi người. Đây là một con dê đây. Đây là con thứ hai đây mọi người. Xin chào mọi người. Buổi sáng anh em mình tới làm việc rất là đông đủ nha mọi người. Khi nào cái trực ca mới anh em mình nghỉ bất. Hiện tại mình đã ra xong hai con dê nha mọi người. Đây. Đây là tất cả các con dê mình đã. Đây là phần mở bụng của nó, thạch nó lên bức. Đây.
Và bây giờ là để con đoàn mình ra thịt dê để chuẩn bị thái thịt buổi chiều nha mọi người. Đấy, mọi người thấy được. Đấy, xong một cái đùi đã hoàn thành là như thế này. Nếu anh em nào có nghề mà thấy mình làm mà sai sót gì có thể comment ở dưới chỉ bảo mình thêm nữa. Đây, đây là hai cái đùi. Sáng này chuẩn bị hai cái đùi để cho buổi chiều. Đây là xương. Mình làm lại đây. Đây, đây là con đoạn thái thịt nha mọi người. Đây con đoạn cơ đây. Con đoạn thái thịt dê. Đó. Đây là thịt hấp nha mọi người. Đấy. Hấp là gì nữa? Đây là ế nha mọi người. Lộn đặt đấy, lộn chừng. Đấy. Đây là đây. Đây. Tí nữa sẽ là thành ra như vậy nha mọi người. Có công mà chắc có ngày nên xem em. Anh em buổi sáng chuẩn bị đồ cho buổi chiều tiếp khách nha mọi người. Đây. Đây là anh Năm quay sắp trổ. Đây là anh Giáp. Sắp trổ sắp boy. Sắp trổ sắp boy. Boy. Thôi nói giỡn mọi người chứ thôi, bây giờ mình đến lượt rồi bây giờ quay trở lại chủ đề chính của mình là công đoàn thứ tư nha mọi người. Bữa xương dê. Mọi người xem đây coi thử những giác dao của mình thử lợi hại đến cỡ nào nhá. Nếu mà chắc chê như mình thì kìa 10 anh đầu bếp thì chỉ có 2 anh là được như mình thôi, chứ chả được anh đang dưới không. Đây. Xương nha mọi người. Đây. Con đầu tiên nó ra đi. Đây con thứ hai. Rất là
siêu hình tiến. Thấy không? Những thịt mà mình chặt ra nó đều, rất nhanh rất đều luôn. Vừa làm việc vừa nói chuyện mọi người rất là mệt luôn. Và phải cố gắng để nói chuyện với mọi người, cứ thôi mọi người quên mình mất tiêu. Mọi người chưa xem clip mình thấy hay thì nhớ like và subscribe ở dưới cho mình nha. Chế hả? Chế đây kia chứ. Đây là cái con thịt nữa, đã xương không ạ? Đợt này dịch corona rất là nguy hiểm luôn, mọi người nhớ phòng ngừa dịch một cách cẩn thận nha. À, trời rất nắng luôn, mọi người thấy mồ hôi mình bắt trời luôn. Anh em nào trong nghề mà thấy mình làm như vậy thiếu sót gì thì nhớ comment dưới chỉ bảo mình thêm nha.
dao này nặng 2 kg cho mọi người. Nếu mà anh em nào mà chặt không qua thì kêu chặt trong 5 phút thôi. Thế là đã rồi, tay chân rồi đó. Ở đây là mình do mình chặt qua nên không có hệ thống gì cho mấy. Có gì có nói câu kiếm nhạo thì mọi người bỏ qua cho mình nha. Đó là hai xương hai kia đã xong. Bây giờ đến hai bộ xương dê. Đi mọi người coi mình chặt xương nha, rất là khiếp luôn. Mình cào bớt cái này đây. Nóng quá mọi người. Đây, đây là cái xưởng một cây 50.000 nha mọi người. Anh em nào ở Đồng Nai Nhân Trạch thì có thể tới Quán Chế Kim Phát để giao lưu nha anh em. Mình rất là sẵn sàng để đón tiếp anh em. Rất là hiện nên anh em cũng không tiện đi ra đường nên quán của mình có thêm nhu cầu là ship tới tận nhà nha mọi người. Anh em nào ở Đồng Nai Hiệp Phước Nhân Trạch thì muốn ăn hay là muốn ăn muốn nhậu cái gì thì cứ comment ở dưới, mình sẽ ship tới tận nhà. Ăn nhậu xong là ở nhà ngủ luôn, chỉ có ăn nhậu xong ở nhà ngủ luôn. Mọi chi tiết thì để quán mình xử lý. Bây giờ sườn cây mình đã chặt xong, bây giờ qua sườn sườn dĩa cho mọi người. Đây, một cây 50.000. Thank you.
thấy nhắc dâu mình đâu. Đấy, rất là đều luôn. Hai miếng thịt của mình đây. Đấy, mọi người nhìn đây, rất đều luôn. Chặt dê rất là hay, nhưng mà anh em nào mình chỉ bảo thêm thì mình cứ học hỏi thôi. Mọi người nhớ nha, ba hiệp phương nhân trạch đồng này bọn mình có ship món ăn tới tận nhà nha. Mọi người cứ comment ở dưới. Chị ơi, chị ơi, có lẽ em giới thiệu quán xịt tay ra rồi là đúng nha. Đây, đây tay em đang giờ đây bà chủ mình đang đi phát khẩu trang, bà không muốn lên. Đồ sáng rồi, ngon hết rồi. Các bạn muốn ăn gì thì cứ comment ở dưới. Trong khu vực ấp 3 Hiệp Phước Đồng Nai nha mọi người. Ở Nhân Trạch Đồng Nai hay Long Thành thì xong hai dê rồi đấy. Được rồi. Giờ là đến tặng những cái xương hầm nha mọi người. Mọi người có ai ăn bít dê lần nào chưa? Cứ ghé mình cho ăn thoải mái luôn. Nếu mà ăn bít dê là người ta gọi là con chó làm xương. Người ta cũng gọi là con chó luôn đó. Trong lúc mình online mà có ai nói xùm xàm điên điên thì nếu mà gọi là con chó là không phải là con mèo á, có mấy con điên nó khùng khùng á kìa đó. Vậy vậy sao mình cứ nói gì nói luôn nha, mình cứ nói thẳng này luôn, không có gì mình thay ngại hết. Mình đang quay mình nói chuyện là mọi người mà ai có nói chúc phàm mọi người thì cứ giữ thẳng mặt cho mình cho em giao không có mắt.